giữa team Mercy và team của Sloppy My Friend. Vâng, là một võ đang cùng với Động Cô vừa xuống nhánh thua của chúng ta. Trong đó thì ở bên team của Mary cũng như là Sloppy là võ đang. Điểm trọng kiếm vũ phong thành công đến từ phía Sloppy rồi. Sau đó là những màn bát phương hóa vũ như là kinh nhiên đánh ngã được I Am Pick rồi. Quay tay thì ai ăn ngay một cái điểm huyệt đến từ phía My Friend cùng với Phượng Hoàng Niết Bàn. Điểm huyệt ngược lại đến từ phía Mary. Vạn Nhạc Chiếu Tông đến từ phía Sloppy. Người mà thiệt hại hơn ở những cái màn giao chiêu vừa rồi đó chính là I Am Pick Hằng Sơn của chúng ta. Đánh ngã được Sloppy rồi, nhưng sau đó là gì khi mà anh đã hết quay tay rồi, hút lại Vạn Nhạc Chiếu Tông, hút lại hai vị hùng, sau đó là thả chim của My Friend đánh ngã được I Am Pick như là Mary. I Am Pick chỉ còn lại một chút máu thôi, chút máu mà thôi. Thả Lưu Tinh Thủy Địa nhưng My Friend đã né được rồi. Cùng với đó thì là I Am Pick phải lên bảng điểm số rồi. Vâng, sẽ là lên bảng điểm số từ phía I Am Pick. Chỉ còn lại một mình vị nương tử Mary của chúng ta thôi. Thành Sơn thì cũng rất khó để có thể mà cover lại cho vị tướng công của mình. Vâng, kinh ngâm hồi phong cancel cực kỳ là khủng khiếp đến từ phía Mary. Cancel đó là nhanh thật, nhanh nhất. Nhưng mà cái cancel đó cũng không để làm gì ở trận thi đấu này, chỉ tính phác họa phẩm chất của Mary mà thôi. Phượng Hoàng Niết Bàn đánh ngã Mary rồi, cùng với Lốc cũng như là Cự Kiếm Phi Tiên. Vâng, Thanh Long Bài Vĩ cùng với Yến Tử Lực Ba, sau đó là Phong Khuyển, combo cơ bản đến từ phía Slowpick cắm kiếm lại để có thể thi đấu ở trận thi đấu tiếp theo. Đây là những nghệ trích đến từ phía võ đang của chúng ta. Trọng kiếm vũ phong nhưng mà bị đỡ lại đến từ phía I Am Pick rồi. Điểm huyệt thành công đến từ phía Mary. Sau đó sẽ là những cái màn kinh nghiệm như là bát phương thôi, nhưng lại không đi đâu cả. Vâng, combo không chuẩn xác đến từ phía Sloppy như là Mary rồi. Hút lại vào nhà chiếu tông chuẩn xác rồi, để làm gì đây khi mà không thể có những cái combo chuẩn xác được đến từ phía Sloppy như là My Friend. Đỡ rất hay từ phía Mary rồi, đỡ lại sau đó là, nhưng mà tại sao lại Thiên Tế Quy Châu khi mà đã Thái Văn Trịnh Việt chính xác như vậy. I Am Pick, vâng, I Am Pick lại là người phải chịu thiệt hơn khi mà anh mang cho mình những cái quái tay nhưng không thể làm sử dụng như là Kevin Anh được. Anh cần phải học hỏi thêm ở Kevin Anh, khi mà những cái quái tay của Kevin Anh thì liên tục là tỏ ra rất là hiệu quả thôi. Đỡ lại đến từ phía My Friend rồi, đỡ rất hay từ My Friend. Vạn Nhạc Chiếu Tông nhưng mà khi mà đang cương thể thì không thể nào mà hút lại I Am Pick được. Mary thì đang đứng ngoài, đang muốn điểm huyệt Sloppy. Nhưng khi mà điểm huyệt một võ đang thay Thanh Long Bài Vĩ thì chắc chắn là không được rồi. Điểm huyệt I Am Pick thành công, sau đó là thổi chim. Vâng, thổi ngã được tướng công như là nương tử của I Am Pick. Sau đó là đánh ngã tiếp tục, hút Mary lại để không cho Mary cover tướng công I Am Pick của mình. I Am Pick chắc chắn mục tiêu của Sloppy như là My Friend là I Am Pick rồi, sẽ phải lên bảng điểm số thôi, không thể nào mà né được đến trọng kiếm vô phong cũng như là điểm huyệt đến từ phía My Friend như là Sloppy. Hút thành công đến từ phía Sloppy, Ngự Kiếm Phi Tiên để có thể câu kéo cho I Am Pick lao vào vâng, lao vào, không thể nào mà cover được khi mà Sloppy như là My Friend đang di chuyển cũng như là chọn cái hướng đứng rất là tốt. Lại chỉ còn một mình Mary của chúng ta đang bơ vơ trên sàn đấu thôi. Cancel. Vâng, cancel không để làm gì cả khi mà My Friend đang bắt lại được rồi. Chỉ còn chút máu đến từ phía Mary thôi. Hút lại mặt chiến công hay để Lão Nguyệt cùng với Ngự Kiếm kết thúc Mary rồi. Đó là điều tất nhiên thôi. Mà một chiến thắng dành cho Sloppy như My Friend. Team 3.